Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói thêm về cái sàn DeFi bên cái mạng lưới Cardano. Cái này là cái sàn mới. Thì trước khi vào video, mình sẽ nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình về thị trường và không được cho là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. Khi có quyết định đầu tư thì các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ, tại vì thị trường này rất là biến động. Nếu mình không hiểu kỹ thì rất là dễ là mất tiền các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ nhìn xem giá cả thị trường như thế nào. Thì 24 giờ qua là Bitcoin đã giảm 2,29%. Thì khi Bitcoin giảm thì tất cả những đồng khác đều giảm theo các bạn. Hầu hết là như vậy. Chỉ có Ether là đang tăng. À, rất là thú vị. Và gần đến cái mốc mình target là 2.500 rồi. Chỉ còn có thiếu 50 đô thôi. Đấy. Thì mình vào xem biểu đồ của Bitcoin như thế nào. Đây là biểu đồ 04 giờ các bạn nhé. Thì sau khi lên đến đỉnh mới là 64.800 này, giá đã bị đẩy xuống rất là mạnh. Thì mình nghĩ là trong 24 giờ qua rất là nhiều cái lệnh long đã bị thua. Tại vì rất là nhiều nhà đầu tư kỳ vọng là lên 70.000. 70.000 các bạn. Và người ta sẽ dùng đòn bẩy để người ta trade. Và khi mà dùng đòn bẩy ấy, thì chỉ cần giá bị một cá mập nào đấy đẩy xuống một tí thôi là những cái lệnh long nó sẽ thua. Và khi lệnh long thua rồi ấy, thì tự nhiên nó sẽ như là domino ấy, nó sẽ đẩy giá xuống. Thì khi mà các bạn dùng lệnh long thì các bạn sẽ sàn á, sẽ thu hồi cái vốn của các bạn ra để bán ra, mà cứ bán ra đều đều như vậy thì tự nhiên là nó cứ đi xuống thôi, mà có lúc là đi xuống đến tận dưới cái vùng 61.800. Đây là cái vùng hỗ trợ rất là tốt, tại vì cái đỉnh cũ mà. Để các bạn thêm xem này, là xuống 61.400 luôn. Và đây là cái đường trung bình 21 và cũng là một đường hỗ trợ khá tốt các bạn. Nên khi đến ở đây nhiều người đã mua lên rất là mạnh này và đẩy giá lên lại rất là nhanh, lên lại trên cái vùng này, trên cái vùng đỉnh cũ đấy. Nên mình không trading là vì thế rất là nguy hiểm, tại vì mình sẽ không biết được thị trường như thế nào, luôn luôn có cá mập chờ đợi để đẩy giá xuống. Mà các bạn mua vào và các bạn dùng như mình ấy, là mình mua mình sẽ nắm giữ lâu dài nên thị trường có biến động gì cũng không có ảnh hưởng, có lên xuống như nào mình cũng không ảnh hưởng, tại vì mình nắm giữ lâu dài. Trong thời gian ngắn hạn ấy thì các bạn có thể thấy nó lên xuống thất thường, nhưng mà khi mà dài hạn ấy, thường là luôn luôn lên. Đấy là lý do vì sao mình luôn luôn hold coin. Thì bây giờ đây là cái đường ra khá tốt này, mình nghĩ là khi xuống lại đây là sẽ lên lại đấy. Và bây giờ mới là ngày thứ thứ ba thôi. Để mình xem khung ngày nhé. Bitcoin vẫn đi rất là đúng như những gì mình dự tính. Ngày hôm qua là nến đỏ này. Ngày hôm nay nếu mà giữ giá được trên vùng này thì sẽ tiếp tục tăng. Mình nghĩ là như vậy. Sau ngày hôm nay. Đấy. Thì tại vì ngày hôm qua ấy, là khi mà đóng nến ngày ấy, là mình đã nằm trên được cái này này. Cái đường này rồi. Thì khả năng cao là mình sẽ không xuống lại dưới này. Thì ví dụ mình xem là đợt trước này, sau khi lên đỉnh mới này, mình lại rơi xuống ngay luôn. Lên được tí từ từ 58.000 này, lên được tí 61.800. Là sau đấy là sẽ xuống đẩy xuống luôn luôn. Cái ngày thứ hai này, ngày đầu tiên là đẩy xuống nhưng mà chưa xuống lại cái vùng dưới này. Sau đấy ngày thứ hai là xuống hẳn luôn. Đấy, rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay rất là quan trọng các bạn. Ngày hôm nay mà nếu mà mình giữ trên cái vùng này thì khả năng là những ngày tiếp theo là sẽ tiếp tục lên. Đấy. Chứ không là lại xuống lại. Đấy. Nên các bạn phải cực kỳ cẩn thận trong giai đoạn này. Nếu có quyết định đầu tư thì cũng rất là cẩn thận. Vì đây là nó đang lên rồi. Cũng không ai biết là đây có phải là đỉnh mới không, hay là tiếp tục lên đến 70.000 hay là lại xuống, nên rất rất là khó, rất là khó để mình có quyết định nhận đầu tư trong giai đoạn này.
Đấy là Bitcoin. Rồi bây giờ mình qua phân tích Ethereum. Wow, tăng quá quá kinh các bạn. Đây là khung ngày các bạn nhé, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày liên tục nến xanh này, và cái vùng mình kỳ vọng là 2.500 thì sắp sắp đụng rồi, còn một tí nữa thôi thì mình xem có thể lên tiếp được không. Các bạn dùng Fibo này đo này. Đây các bạn, đây là vùng kháng cự này, 2.500 này. Thì mình nghĩ là phải chờ đợi xem mấy ngày tiếp theo, tầm tuần này có phá được cái vùng này không. Phá được ấy, thì mới lên tiếp, còn không là sẽ lại xuống. Nên cũng là rất là nguy hiểm nếu mà đầu tư trong giai đoạn này, thì mà mua đồng Ether. Đấy, thì mình không khuyến cáo các bạn mới mua cái đồng này trong giai đoạn này, được, rất nguy hiểm, có thể rơi xuống lại. Nên là không, không, rất là nguy hiểm. Thì nếu vượt qua đây thì cũng có thể lên được tầm này. Đấy, nhưng mà cũng rất là khó các bạn, rất là khó, nên mình không 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 có lời khuyên gì trong giai đoạn này. Và lý do Ethereum tăng ấy trong giai đoạn này là vì mạng lưới của Binance đang quá tải các bạn. Có lẽ rất là nhiều người dùng sử dụng mạng lưới của Binance Smart Chain. Đây là mảng DeFi của Binance. Có nghĩa các bạn thấy là vốn hóa đổ vào rất là nhanh trong tuần vừa rồi. Ngày nào cũng 2 tỷ đô đổ vào trong này. Và khi mà nhiều người dùng quá thì mạng lưới của Binance bắt đầu chậm lại. Đấy, chậm lại. Thì khi mà nhiều người dùng đổ qua đây dùng thì mạng lưới của bên bên Ethereum ấy lại không có bị tắc nghẽn nữa như đợt trước nữa. Và cái chi phí nó cũng giảm bớt xuống, nên các bạn thấy là bây giờ là vốn hóa của bên Ether đã 58 tỷ đô rồi, chỉ có 2 ngày này, 2 ngày qua là từ 52 tỷ đô mà lên đến bây giờ là 58 tỷ đô, là 5 tỷ đô chỉ trong 2 ngày đổ vào qua bên mạng lưới của Ethereum. Đấy là lý do vì sao đồng Ether là tăng liên tục các bạn, tăng liên tục 1, 2, 3 ngày. Ngày hôm nay bạn không biết là có tăng được không. Đấy, tại vì đã sắp chạm cái vùng 2.050 đô rồi, cái vùng kháng cự khá tốt. Đấy, thì mình nghĩ là sẽ đi ngang hoặc là đang chờ đợi thông tin. Nếu có thông tin tốt gì thì mới thể phá được vùng này, còn không là cũng sẽ lại đi xuống. Và rất phụ thuộc vào giá Bitcoin. Bitcoin nếu có chiều hướng tốt ấy, tiếp tục tăng ấy, thì mới có thể những đồng khác có thể tăng theo, còn không là cũng sẽ là phải đi xuống, nên rất là nguy hiểm để đầu tư, có quyết định đầu tư trong giai đoạn này. Nên mình khuyên những bạn mới đầu tư trong giai đoạn này phải cực kỳ cẩn thận, không là sẽ dễ đu đỉnh lắm. Tại vì như các bạn thấy này, sau khi vượt qua cái đỉnh cũ tí này, chỉ một tí thôi đã lại rơi xuống lại này. Và cái giai đoạn này rất là lâu các bạn nhé, để mình đo là bao lâu, từ cái đợt này đến lúc phá lại đỉnh cũ là bao lâu. Đấy, 1 tháng đấy các bạn. Đấy, nếu các bạn mua ở đây là các bạn đu đỉnh 1 tháng đấy. Tại vì khi mà Bitcoin không lên được ấy, thì những đồng khác cũng thế thôi. Hầu hết là như vậy mà các bạn, 90% là sẽ như vậy. Rồi, để mình quay lại bên xem tin tức có gì mới không. 24 giờ qua thì như các bạn mình nhắc hôm trước là Coinbase bay lên sàn ấy, thì có ảnh hưởng rất là tốt các bạn. Tại vì khi Coinbase lên sàn ấy, thì những sẽ thu hút rất là nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Từ những nhà đầu tư mà không có tin tưởng vào thị trường crypto hay là Bitcoin lúc trước ấy, từ từ người ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Đấy, và không nói đâu xa, trong cái channel của mình ấy, rất là nhiều bạn mới theo dõi trong 2 tuần vừa rồi. Và các bạn hay comment hỏi là vì sao mua một cái đồng gì đấy mà là cứ mới vừa mua phát là lại rơi giá. Đấy, thì mình sẽ làm video để nói về điều đấy sau, chắc là ngày mai, để chia sẻ về cách tránh đu đỉnh các bạn. Thì ai cũng có thể đu đỉnh hết khi mà tham gia vào thị trường này, nếu mà không hiểu là sẽ đu đỉnh rất là lâu.
thì mình muốn chia sẻ để những bạn mới hiểu, để mà tránh cái tình trạng đu đỉnh quá lâu. À, đây cũng có một bài viết mới này, là nếu mà có chuyện gì xảy ra khi mà Coinbase lên sàn thì Bitcoin sẽ như thế nào. Thì một bài này phân tích là đây, là nếu mà bình thường ấy, là Bitcoin đã lên đến 70.000 rồi, chứ không phải là bây giờ chỉ có 6 mấy nghìn thôi. Tại vì bạn này phân tích là rất là nhiều nhà đầu tư dùng mà dùng đòn bẩy các bạn để trade coin. Tại khi mình dùng đòn bẩy thì như như mình phân tích hồi nãy rồi á, đâu là, đây là Bitcoin này, là chỉ cần nhà đầu tư, những nhà đầu tư cá mập ấy, người ta đẩy giá xuống một tí thì giá nó sẽ rơi rất là mạnh. Đây, như các bạn thấy đây. Đấy. Còn nếu mà các bạn mua mà các bạn hold coin ấy, thì chả có chuyện gì xảy ra hết. Bạn không mất tiền. Nếu mà dùng đồng bảy là bạn sẽ mất tiền rất là nhiều đấy. Khi mà đẩy như thế này trong ngày hôm qua ấy, là rất là nhiều nhà đầu tư mất tiền. Mình nghĩ là phải mấy 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 triệu đô ấy. Mấy triệu đô hay, lên cả tỷ đô, tại vì khi mà Bitcoin rơi thì những đồng khác sẽ rơi. Mọi người đâu chỉ trade Bitcoin là mọi người sẽ trade cả những đồng khác. Những đồng như là Ether này, hay là BNB, hay là ADA, hay XRP, XRP mình nghĩ là cũng nhiều nha, nhiều người mất tiền này. Chỉ cần điều chỉnh giá khoảng 20% là chết. Thế nên cũng rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ là mình xem tiếp qua Cardano như thế nào. Cardano thì vẫn giữ trên cái vùng là 1,40 đô các bạn. Cardano cũng bị điều chỉnh sau khi khi Bitcoin đi chỉ xuống. Thì cái biểu đồ của Cardano nó bị ăn theo biểu đồ Bitcoin, nó bị thu nhỏ lại. Nên mỗi lần mình vào là mình phải bung to ra, tại vì giá của Cardano chỉ có 1,45 đô thôi mà. Trong khi Bitcoin là 60.000 đô luôn, nên cái tỷ lệ nó lại rất là khác nhau. Đấy, đây mình phải kéo ra. Kéo ra từ từ thì mới thấy được biểu đồ của Cardano. Đây là 04 giờ. Thì hôm qua là cũng phá được cái đỉnh cũ lên một vùng mới là 1,55 đô này, và điều chỉnh xuống ngay vừa luôn các bạn. Wow, thì mình nghĩ là cũng nhiều nhà đầu tư mất tiền trong cái hôm qua, cũng y như bên Bitcoin. Các bạn chú ý là mình có một cái đường trung bình 21 này, là có một đường hỗ trợ tốt này. Đấy, bị đẩy xuống này, nhưng mà rất là tốt là giữ giá trên cái vùng này. Cái vùng hỗ trợ là 1,40 đô này, và bây giờ bắt đầu đang tăng lại. Thì giờ rất là tùy thuộc vào giá Bitcoin. Từ hiện giờ như mình chia sẻ hôm qua ấy, là có một vài những cái sàn DeFi mới bắt đầu sử dụng cái mạng lưới Cardano, mà tháng cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì Cardano mới có testnet lại khoảng 2 tuần nữa, và testnet xong ấy phải đến tháng 7 thì mới có là mainnet. Testnet có nghĩa là thử nghiệm các bạn nhé, là thử nghiệm mạng lưới Cardano. Còn mainnet đấy là chạy chạy cụ thể luôn, chạy thật luôn, không có thử nghiệm nữa, gọi là mainnet, là tháng 7 là mới chạy thật. Đấy, nên đồng Cardano thì cũng rất là kỳ vọng trong mấy tháng tiếp theo. Đấy, thì để mà đạt đến cái vùng mà 1,6 đô mình nghĩ là cũng không khó khăn nếu mà Bitcoin tiếp tục tăng. Và nếu vượt qua được vùng này thì sẽ tiếp tục là vùng này 1,8 đô. Đấy. Và mình sẽ nói thêm về cái sàn DeFi mới hôm qua mình có chia sẻ, đây là cái sàn DeFi sẽ chạy trên mạng lưới của Cardano. Thì cái sàn này đang đang gọi vốn các bạn, thì các bạn có thể bấm vào đây, Occam Razor này là cái gọi vốn. Thì các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó giống y như bên Uniswap hay là PancakeSwap, là có một cái DEX
có thể đổi swap đồng này qua đồng kia, thì người ta gọi vốn là người ta cho mua 200 OCC. OCC là của cái đồng của sàn này, và đã được và bán hết rồi các bạn này, 100% bán rồi này, thì chỉ có được có 175 người tham gia thôi. Đấy, thì ai mà nhanh tay thì mới tham gia được, và mỗi người tối đa chỉ mua được một ether thôi, đổi một ether là đổi được 1.250 đồng này, thì mình tính là được bao nhiêu tiền nhé. Mình qua file Excel thì giá của ether bây giờ là 2.466 này. Đấy, thì đổi được 120 à 1.250 đồng OCC. Và giá thì mình chia ra thì mình tính được một đồng OCC là sẽ được là 1,97 đô. Đấy, các bạn lấy cái số tiền của Ether chia cho số lượng của OCC, các bạn sẽ được 1,797 đô. Và mình sẽ xem giá OCC bây giờ là bao nhiêu sau khi được lên sàn Uniswap. Bây giờ là giá 14,74 đô các bạn. Đấy, 14,74 đô. Thì các bạn lấy số tiền 14,74 đô nhân với số lượng OCC thì bây giờ là được 18.425 đô. Đấy, có nghĩa là cái tỷ lệ thắng là 700 hơn 700%. Đấy, nên cái tham gia mà khi mà lên sàn cũng thắng rất là lớn, nhưng mà cũng rất là khó. Tại vì chỉ có những người nào nhanh tay thì mới được thôi. Và khi người ta mua cái đồng này, người ta gọi là cái này chưa xong các bạn nhé, phải đến ngày 21 tháng 4 mới xong, là người ta sẽ mua, sẽ ký gửi đồng Ether trong này, và người ta sẽ được đào đồng này, phải đến cuối cùng thì người ta mới được chia, thì cũng không biết là có được chừng này đồng không. Đấy, đây cũng không có dễ kiếm ăn. Và đấy là cái sự mình chia sẻ về sàn này, thì để xem cái roadmap của sàn này như thế nào. Đây, người ta đã phase 1 là đã xong rồi này, là đã gọi vốn này. Và phase 2 là bắt đầu là testnet. Cái sàn này người ta dùng mạng lưới Ether trước các bạn nhé. Ether để thử nghiệm trước này, testnet này. Và có một số cái khác nữa. NFT này. Auto invest này. Rồi sau đấy thì mới chạy trên mạng lưới Cardano sau. Sẽ có lập việc từ Ether qua Cardano này. Và tiếp tục phase 3 là khi mà Cardano được chạy testnet đấy, thì các bạn này mới mới bắt đầu testnet này. Thử nghiệm này, mình nghĩ là tháng 5 là các bạn này sẽ thử nghiệm trên Cardano. Đấy, là khoảng tháng 5. Và sau đấy là khi mà Cardano đầu tháng 7 Cardano có mainnet đấy, thì các bạn này sẽ chạy trên mainnet. Rồi đấy là các bạn có thể vào trong phần phần này, các bạn click vào nè phần này để đọc thông tin nhé. Đấy, thì xem nghiên cứu mình cũng không, mình sẽ follow sàn này thôi để xem, chứ mình không có đầu tư, vì đầu tư cũng khó lắm các bạn, rất là khó ăn chứ không dễ ăn đâu. Đấy, đã cơ bản là như vậy. Rồi bây giờ mình qua xem Twitter, thì các bạn có thể follow Twitter của cái sàn này để nghiên cứu xem tình hình như nào. Thì đây là một cái sàn DeFi đầu tiên đang xây dựng trên mạng lưới của Cardano. Các bạn có thể follow Twitter để hiểu thêm. Và còn một sàn nữa là sàn này các bạn cũng là chạy trên Cardano luôn, Liquid Lab. Cái sàn này là còn mới hơn cả cái sàn sàn này, là bây giờ mới đang đang nghiên cứu thôi. Các bạn có thể vào trang chủ của Liquid các bạn xem.
Thì bây giờ các bạn này mới ở giai đoạn 1 thôi, còn chưa gọi vốn luôn. Đấy, thì cũng cũng rất là lâu. Đây mình cũng sẽ follow sàn này để nghiên cứu xem, sẽ follow Twitter để xem các bạn có gì phấn khởi. Đấy, thì bây giờ đã có hai sàn DeFi rồi đấy mà chạy trên mạng lưới Cardano. Rồi bây giờ tiếp tục xem. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật tình hình cái mảng DeFi của sàn Bunny. Thì cũng rất là nhiều bạn muốn mình cập nhật tình hình mình farm mình đi sàn này. Thì mình có hai pool khách và BNB. Thì cái pool BNB phần trăm thấp ấy, nên mình sẽ không cập nhật hàng ngày mà chỉ cứ một tuần mình mới cập nhật lần thôi. Thì mình vào xem khách nhé. Bây giờ sau 2 ngày mình sẽ được là 0,31 khách này. Thì mình sẽ cho vào trong file sale. Và giá khách bây giờ là 21.99. Giá khách đang giảm theo Bitcoin bạn. Đấy. Rồi bây giờ qua xem tiếp tục là được bao nhiêu bên đi. 0.0267. 0.0267. Rồi, đó là Bunny. Và giá Bunny bây giờ là 408. Và xem sàn trứng mình thu nhận bao nhiêu. 0,609. Thì 0,6 đi. Và giá trứng là 21.85. Đấy, thì sau 2 ngày mình được khoảng 30 đô các bạn. Thì trung bình một ngày là 15 đô. Và giá những cái đồng này sẽ thay đổi rất là biến động theo giá của Bitcoin, nên thường là mình sẽ không bao giờ bán khi mà Bitcoin đang điều chỉnh các bạn, đang và thường mình sẽ bán khi mà giá phải tăng rất là mạnh lên thì mình mới bán. Thì mình sẽ thu à, có bạn hỏi mình auto compound là như thế nào. Thì auto compound là ví dụ như là mình sẽ thu được trứng đây này, tắt khách đây này, thì khách này sẽ tự động cộng vào cái số khách mình có các bạn để tăng cái lực đào lên. Thì các bạn có ví dụ như này, nó tự cộng luôn này. Bây giờ mình có 82,16 khách này. Khi mình bấm vào đây ấy, số ban đầu mình chỉ có 81 thôi, chứ không giống như bên Goose Finance ấy, là mình phải tự thu hoạch hàng ngày. Nếu mà khách lên được khoảng nhiều nhiều ấy, mình phải tự thu hoạch, xong mình phải vào lại trong này mình cộng thêm vào đấy. Thì đấy là không không phải là auto compound, mà auto compound là nó sẽ tự động làm như thế. Mình chả phải làm gì hết, mình cứ để ngày này qua ngày kia, mình chả phải làm gì hết, và tiền nó cứ cứ từ từ nó sẽ tăng lên như vậy. Trừ khi mà giá của Bunny mà tăng đột biến ấy, thì mình mới rút cái này ra, mình sẽ bán đi, chứ không là mình sẽ không không có bán, và cứ để tự động nó hoạt động như vậy. Đấy. Thì thường mình sẽ khoảng sau, các bạn chú ý giá cả rất là biến động, trong thường là trong 1 tháng đến 2 tháng là luôn luôn biến động. Các bạn xem ví dụ đây là biểu đồ Bitcoin này, đúng không? Các bạn thấy rất là biến động này. Đấy, trong vòng 1 tháng là như thế. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn thu nhỏ lại, các bạn xem khung một ngày đi, thì các bạn xem khoảng 3 tháng thì các bạn sẽ thấy khác. Nè, đây là cái đường trung bình này. Các bạn thấy được đường trung bình này luôn luôn tăng trong vòng 3 tháng. Đấy, đó là điều được. Vì sao mình luôn luôn đầu tư ít nhất là 3 tháng đến 6 tháng là như vậy. Mình sẽ nắm giữ những cái đồng mà mình thấy là tiềm năng. Ví dụ mình đo nhé. Mình đo từ ngay cả bạn bua đỉnh ở đây đi. Đến bây giờ là thời gian là bao lâu? Đây, 96 ngày là khoảng 3 tháng các bạn. Là các bạn vẫn tăng 59% này. Sau 3 tháng, ngay cả khi bạn đu đỉnh luôn. Nên rất là lợi hại là như vậy. Khi các bạn đầu tư lâu dài là luôn luôn thắng. Nhưng mà nếu mà đầu tư trong vòng kiểu như ngắn hạn, chẳng 1 tháng chẳng hạn, các bạn đầu tư ở đây đi, đấy, là không thắng được bao nhiêu. 30 ngày này chỉ thắng được 5% thôi. Đấy. Nên vì sao ấy, mình khuyên các bạn là nên đầu tư
có quyền đầu tư là ít nhất là 3 tháng trở lên. Vì sao? Là những cái sàn mình DeFi mình đầu tư mình luôn luôn là nắm giữ rất là lâu dài. Ngay cả sàn trứng đây này, thì mình cho các bạn xem là mình đầu tư như thế nào. Ngay cả giá trứng mình đã thắng rất là nhiều rồi. Giá trung bình của mình chỉ có 12,50 đô thôi mà mình vẫn chưa bán. Bây giờ là mình đã gần gấp đôi rồi. Lúc trước đã gấp đôi rồi đấy. Mà mình không bán, tại vì sao? Tại vì hàng ngày mình vẫn có thu nhập mà. Đúng không? Mình nếu mà mình stake trên cái bank khác này thì mình vừa được khách vừa được money. Cái trung bình một ngày là được 10, 15 đô đi. 15 16 đô. Ừ. Đấy thì dạy gì mình bán. Và giá khách cũng có thể tăng rất là mạnh trong tương lai nữa. Đấy, nên đầu tư là phải đầu tư lâu dài. Còn đầu tư ngắn hạn là mình không khuyên các bạn nên đầu tư vì rất là biến động, rất là nguy hiểm. Các bạn mua xong các bạn đu đỉnh ngay và luôn 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 là như vậy. Đấy, bây giờ các bạn mua đây này sẽ đu đỉnh. Đấy, sẽ rớt lại. Để các bạn xem này. Mua ở đây là đu đỉnh. Nhưng mà nếu các bạn mua xong rồi các bạn sử dụng trung bình giá, ví dụ mua ở đây nhá, rồi xuống này bạn mua tiếp. Thì giá trung bình của bạn là đường này các bạn này. Đây cái đường trung bình giá này, đấy các bạn thấy chưa? Mua. Đấy, rồi bạn không cần biết bạn mua cứ rơi xuống là sẽ mua là giá trung bình của bạn là sẽ thấp như thế này thôi. Thì ví dụ giá trung bình là từ đây đi. Các bạn đo lên các bạn bằng thắng này. Đấy, ngay cả bạn mua ở đỉnh ở đây. Nên các bạn nào mới tham gia thị trường mình nghĩ là nên hiểu về cái cách trung bình giá là như vậy. Thì mình sẽ luôn luôn không bị đu đỉnh này như chứ không là sẽ đu đỉnh rất là mạnh, là mệt mỏi. Và đừng có đầu tư một cục tiền vào các bạn, là chia cái vốn mình nhỏ ra. Để nếu mà mình đu đỉnh ở đây thì mình đầu tư tiếp mình mua vào thì mình không có bị đu đỉnh nữa. Tại vì rất là nhiều bạn mới hỏi mình là sao mới vừa mua tự nhiên là giá nó rơi xuống. Thế là thị trường nó là như vậy mà, luôn luôn như vậy, trong giai đoạn ngắn hạn là sẽ luôn luôn như vậy. Không biết bạn mua ở đâu cũng sẽ đu đỉnh. Kiểu gì cũng đu đỉnh, bạn mua ở đây cũng đu đỉnh này. Tại vì nó sẽ rơi xuống này. Nên chỉ có trung bình giá là các bạn thoát được cái đu đỉnh thôi. Rồi đấy thì mình chia sẻ tình hình đầu tư của mình. Đầu tư mảng DeFi, đấy là trung bình mà. Mặc dù giá hay Bunny và trứng vẫn rơi mà mình vẫn có thu nhập đều đều là một ngày là 15 đô. Đấy thì nếu mà nhân lên 15 đô nhân với 30 ngày. Đấy thì mình vẫn có 450 đô một tuần một tháng. Và giá những cái đồng này sẽ tăng chứ không có đứng im các bạn. Nếu mà lâu dài sau khoảng 3 tháng kiểu gì cũng sẽ tăng. Đấy, không có đồng nào mà tốt mà sau 3 tháng không tăng hết. Từ những cái đồng nào mà mới thì sẽ rất là nguy hiểm, nhưng mà đồng nào mà đã lâu dài những sàn tốt, ví dụ sàn khách này kiểu gì cũng tăng sau 3 tháng. Hay là Bunny. Bunny có thể điều chỉnh giá xuống trong tương lai khi mà Bitcoin điều chỉnh, nhưng mà về lâu dài trong 3 tháng mình nghĩ là sẽ trên cái mức này, trên mức 4.100 đô này. Đây, rồi ok thì video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý cho mình xin một like để mình có động lực làm video. Xin chào tạm biệt các bạn.